Rồi, xin chào cả nhà, đã quay trở lại và tiếp tục video trong ngày hôm nay. Thì bắt đầu mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm mới có bán tại cửa hàng của mình. Bên mình thì nói chung là bán hàng chuyên và hàng dùng của Nhật, và cái số lượng hàng của mình hiện tại rất là ít, mình không có nhiều ha. Hy vọng là mình sẽ phát triển được, anh em ủng hộ nhiều thì mình sẽ phát triển thêm những cái sản phẩm khác. Nói chung nói về giá cả thì bên mình sẽ cũng không có phải là quá cao so với những cái những nơi bán khác, đặc biệt là bên mình có những cái sản phẩm mà chỉ có ở cửa hàng của mình mới có thôi. Những anh em khác, những cái cửa hàng khác chưa có sản phẩm này. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm, và anh em đừng quên là bấm vào cái chuông để nhận những thông báo mới, bấm like để theo dõi kênh. Anh em mua đơn hàng của bên mình sẽ được tích điểm vào trong cái đơn hàng của mình. Thì cái nội dung, cái thể lệ điểm được thanh toán như thế nào thì anh em sẽ được có ở trong cái tờ bướm, ở trong cái đơn hàng anh em mở ra xem ha. Bây giờ mình sẽ vô video này. Trước tiên là mình sẽ giới thiệu lại, đó là một cái kiềm pro của T-Sunoda, hình cái con trâu ha. Cái này là kích thước của nó là 200mm với cái model là SPL 200. Thì cái này nó có thể dùng để nó cắt được luôn em. Thì giống như cái kiềm pro khác thôi, nhưng mà cái kiềm này cắt rất là đã. Nó làm cái kiểu nó đẹp. Make in Japan nè. Đâu rồi chữ Japan nó đâu rồi? Đây nè. Cán. Đây. Thì cái kiềm pro này á, nó làm sẽ một cái bên, một cái má ở trên này á là cái gân nhuyễn lại, ở dưới này là sẽ là một cái gân to. Và hai cái gân này nó đối nghịch với nhau, để khi anh em kẹp một cái con ốc á thì cái thằng này nó sẽ chĩa lên đây, và cái thằng này nó sẽ chĩa qua, thì nó sẽ ôm sát ngàm, chúng ta dặn nó sẽ không bị tột ha. Ở đây nó cắt được cái đinh là 2.6 ly nha anh em, đinh 2.6 ly, cắt thoải mái luôn. Kiềm pro này giá của nó ở đây là 255.000, mã đặt hàng là TT 3201, 255.000, và giá là giá chưa có ship. Tiếp tục là một cái kiềm cắt xéo của T-Sunoda, kiềm cắt xéo T-Sunoda ha. Kiềm cắt xéo này thì nó có, tại sao nó là miệng xéo mà nó không là miệng giống như những cái cây khác, thì cái miệng xéo này như mình đã giới thiệu nhiều video, tức là cái sợi dây điện như thế này thì nó sẽ tách ra làm đôi. Ta đưa vô thế này thì tách ra làm đôi, thì cái sợi dây điện nó nằm sẽ một sợi dây nó sẽ nằm ở trong này, nó đi dọc này, ta tách dọc ra làm hai ha. Đó là cái công dụng của thằng này, nó cắt tách làm đôi, hoặc là nó cắt chứng giữa cái sợi dây, chứng giữa sợi dây để ta tách cái vỏ ra. Đó. Ở phía dưới này nó có cái lỗ để ta tuốt dây điện. Đó. Cái kiềm này hãng nó gia công khó chứ không phải là đơn giản, tại vì dưới cái kiềm kia thì cái góc ngoài cái kiềm nó dễ lắm, còn cái kiềm này góc ngoài rất là khó. Nếu mà mài không kỹ, nếu hãng làm không kỹ, làm không kỹ thì nó sẽ dẫn đến là dễ bị mẻ hoặc là bị nhíu lưỡi, và đặc biệt là nó phải cứng. Tại vì cái này góc mài nó mỏng lắm, nó không có dày, mỏng để là nó cắt bén, nó cắt ngọt và nó tách ra nữa. Cái này là dùng để cắt ngọt tách ra ha. Ở đây nó làm cái một phần nữa, làm cái này để làm gì, nó làm xéo như thế này, đó là ở bên Nhật nó sẽ có những cái đinh đóng tường. Đây bên mình để mình lấy luôn cho mình xem. Ở đây chắc nghĩ là mình nghĩ là cũng có nữa, cũng có bán nữa. Cái loại đinh này á, thì là mình cũng có đóng cho mình đang sử dụng nè, về có khi đôi lúc mình cũng có cái việc đi cần mình sử dụng, mình để lại mình dùng loại đinh này, đinh đóng tường, tức là đóng để mà đi những dây điện vô bên trong này. Mình ở đây thì nó sẽ là những cái bằng nhựa ha, còn đây là nó sẽ làm một cái khung sắt như thế này. Đó. Đóng lên
Thì cái mục đích của cái kèm này nữa, một phần nữa là nó sẽ làm như thế này, nó khử lên nè. Khi mà chúng ta đóng xuống vậy, chúng ta muốn khử lên đó, thì cái kèm này nó sẽ đưa vô đây, nó đưa vô đây, nó khử lên. Không, đây là đóng tường thép á, nó đóng trên tường, trên gỗ. Cái này thì nó cắt được cái đinh chỉ là 1,6 ly thôi, không cắt lớn được ha. Tại vì nó đã mài góc mỏng thì nó cắt chỉ để dùng để cắt ngọt, tách dây điện rồi, tuốt dây điện. Giá của thằng này là 320 ngàn và kích thước của nó là 150mm. Khá là mắc tiền nhưng mà hàng cao cấp chất lượng. TT1704 TT1704 320 ngàn. Giá chưa có ship, chưa phí vận chuyển. Tiếp tục là mình sẽ nói về hai cái này mình không biết là công dụng là cái gì luôn, mình cũng bó tay luôn. Nó về ở trong cái lô hàng Nhật mà rất là lạ và đúng cổ luôn. Cái này là nó nguyên một cái con này, nó bằng đồng thau hết, bằng đồng thau hết, ngay cả cái ti này nó cũng bằng thau. Nó chỉ có ở phía dưới này có cái con ốc để nó vặn lên, tức là nó vặn để nó vặn cái nắp cái này nè, cái đế này nè, thì con ốc này nó mới là bằng sắt thôi, còn lại là nguyên cái này là bằng đồng thau hết. Cái này nó nặng đâu đó khoảng là mình đoán khoảng là kilo, ký hơn chút. Còn đây là nguyên cái này là nó bằng đồng, bằng thau hết. Mình nghĩ là cái này nó làm để nó vặn cái gì đó mà nó không tạo ra tia lửa điện, và thứ hai nữa là nó không làm cho cái vật liệu nó bị hư. Nó mới làm cái này. Thì khi mà nó ép xuống á, cái này là nó ép tối đa luôn nè, ép xuống tối đa là cái khoảng trống này nó sẽ còn là bao nhiêu đây nè, 48 ly. Tức là từ cái mặt khoảng này cho xuống tới cái này là 48 ly, là nó ép xuống tối đa luôn là còn lại là 48 ly. Cái bề ngang của cái này á, bề ngang mà mình lọt lòng nha, mình đang đo trong lọt lòng là 10,5 cm, 10,5. Cái chiều cao tổng thể lên tới trên này luôn nè, trên này luôn là 12,5 cm. Ngay cả những cái này nó cũng bằng đồng thau luôn. Cho nên là mình nghĩ cái này nó sẽ làm cái gì đó mà trong công việc mà nó không tạo tia lửa điện. Nếu như là một cái sắt thì nó vặn thì nó sẽ tạo ra tia lửa điện, có thể là gây nguy hiểm ở cái môi trường đó, cho nên là họ làm bằng đồng thau hoặc là làm cái gì đó chưa biết. Cái này thì không biết, hai cái này nó ngộ quá ha. Cái này giá của nó là mình bán là 380 ngàn một cái như thế này nha, 380 ngàn. Mã đặt hàng là E938, trời ơi, số 8 xấu quá. E938 giá 380 ngàn. E938 380 ngàn một cái như thế này, giá chưa ship. Ở cái đường kính ngang của cái mặt trên này nè là được 46-47 ly. Đó, đo để cho anh em biết coi có sử dụng được vào cái việc gì thì ta mua. E938 380 ngàn một cái, giá chưa ship. Tiếp tục là một cái kiềm tuốt dây điện. Ở đây mình sẽ có tổng cộng là 5 cái kiềm tuốt dây điện. Thì mình sẽ giới thiệu cái kiềm đẹp nhất trong cái đám này trước. Kiềm đẹp nhất thì kiềm này cũng là hàng nội địa Nhật đó. Mọi người yên tâm là xài cái cây này ngon lành. Hàng mới đẹp luôn. Thấy không? Giá cũng rất là tốt cho cái kiềm này. 8 ly này nó như mới, anh em mua cây mới nó cũng đâu đó là 600-700 ngàn. Cái này nó chỉ có 350 ngàn thôi. Thì mình đáng lẽ là nó sẽ có một cái nắp chụp logo của nó này nè, giống như cái những cái của thằng Vesel mà nó gớt mắt. Cái này nó gớt mắt, gớt mắt rồi. Mình nghĩ là cái cây này của hãng Mặt Veo á, nó gớt mắt cái này nè. Thì cái này mình vẫn liên bán giá là 350 ngàn. Mã đặt hàng là E873 E873 350 ngàn, kiềm như mới luôn. Đây này có cái cỡ là 1.25, 3.5, 5.5 và 8.0 luôn.
rồi 2.0 luôn. Đây đầy đủ cho chúng ta luôn ha. Giá của nó là 350.000 mã này, hàng A873. Tiếp tục là một cái cây màu đỏ này. Cây màu đỏ này thì của Vecel. Cây này thì nó tuốt tối đa là 3.2 là CB. Ở đây mình có bán cái lưỡi thay thế là CB nha anh em. Tại vì mình thấy cái lưỡi CB á, là nó được 3.2 là anh em sử dụng trong gia đình, sử dụng điện dân dụng này nọ là cũng được rồi. Nè, một chấm không, một chấm sáu, hai chấm không, hai chấm sáu và 3.2 ha. Đó, gỗ về sale hoạt động tốt ha. Giá của nó là 270.000, mã đặt hàng là E872. E872 270.000. Tiếp tục là một cái cây này. Cây này là nó tốt được cũng là 3.2 luôn. 3.2 ha. CB. Tối đa là 3.2. CB. Cái này là mình nó cái dạng như là đời trước của thằng này. Thằng sau á, thằng sau này là nó cán nó dày hơn, còn này thằng trước này thì nó xài là cán nhúng của Vecel nội địa. Này 270.000, mã đặt hàng là E933. E933 270.000 ha, giá chưa ship nha. Một cây nữa, ở đây mình có hai cây. Cây này trước đi. Cây này là E934. E934 ha. Cái này thì Size A là lớn nhất của nó là 2.0, tức là 1.6, 1.2 và 2.0. Đó. Ha. Cái này giá của nó là 220.000, mã đặt hàng là E934. E934 220.000. Để chưa ship. Lưỡi bán mình bán lưỡi thay thế thì cái lưỡi thay thế của nó là 200.000 một lưỡi. Lưỡi mới nha, lưỡi hàng mới của Vecel, mình có bán. Hiện tại có hàng ha, mình về nhưng mình không có giới thiệu. Còn cái này là mã đặt hàng là E874. E874. À, cây này thì giá của nó là 300, cây này còn đẹp lắm. Xa nó mô tuốt được tối đa là 2.0. 1.6, 1.2 và 0.5, 2.0. Mã đặt hàng là E874 300.000. Đó, anh em mua những cái đơn này 300.000 dưới 2kg chuyển khoản nha thì bên mình sẽ bao ship. Tiếp tục là một cái kéo cắt cành của Fujiya. Đó là Nhật nha. Kéo cắt cành này thì anh em đã thấy là nó thép không rỉ, thép không rỉ. Thì ở đây mình có bán cái cây mới nữa, cây mới hôm mới về đó, cây mới nhưng mà cây mới giá vẫn là giá mềm hơn so với giá cây mới, so với giá mới. Còn cái cây này nó là nó mắc bao bì thôi nhưng mà còn rất là đẹp, dường như là chưa có sử dụng luôn. Em xem rồi, thấy không? Hoàn toàn chưa sử dụng luôn. Cái này giá 580.000, mã đặt hàng là E948. E948 giá 580.000, giá chưa ship. Một cây dũa, dũa gỗ. Dũa gỗ ha. Chiều dài của nó thì đâu đó là khoảng hơn 2 tấc. Dùng để dũa gỗ, dũa thạch cao, nó sần. Này thì dũa diện như dũa thô, xong cái dũa mịn hơn. Cái này thì 100.000, mã đặt hàng là G015. Rồi lên tới mã G rồi, G015, 100.000 ha. Tới cây búa của Handywood. Cán là cán fiber. Loại này búa này mắc tiền. Nội địa Nhật. Cái này giá của nó là, cái này thì nó cân nặng đâu đó khoảng là tầm khoảng 250g à ha. Và cái này mình không biết là nó là mạ rơm hay là nó là thép không rỉ, mình chưa không bao giờ thấy. Nhưng mà cái cây này dường như về là không có cây nào bị sét lâu, mình không thấy cái cây nào nó bị sét hết. Mà không biết là nó là mạ rơm hay là thép không rỉ, mình không có gành ở cái chỗ này. Mã đặt hàng là G016 200.000. G016 ha. G016 200.000 và giá chưa ship. Một cái bấm rim của hiệu Max nội địa Nhật. Loại này mắc tiền. Loại này bên Nhật nó bán đâu đó khoảng gần cái triệu bạc cây. 600-700 gì mà về đây là gần cái triệu. E997 280.000.
A997 280 ngàn, giá chưa ship. Cái này anh em mua game ngoài chợ có. Cũng là một cái kéo cắt cành của Fujiya luôn. Cái này thì 200, cái thước là 205mm, cái này là 180mm. Cái này thật chắc là của thằng ARS á, nhưng có khác đâu. Hàng nội địa hết ha. Này giá 450 ngàn, mã là hàng là E949. E949 450 ngàn. Cái cây, những cái cây này là nó còn đẹp như mới luôn á. Made in Japan. Một cái búa của Đất Du. Cái búa của Đất Du, cái búa này thì cân nặng cả cán luôn thì khoảng là 450g đến 500g. Hai đầu. Ha, búa đầu du. Đất Du thì búa nó cứng. À, cây này giá 180.000, mã đặt hàng là E9999. E999 180.000, giá chưa ship. Số đẹp quá ha. Tiếp tục là cây này. Cái này thì nó cân nặng hơn nhưng mà nó có sử dụng rồi. Mà anh em thấy là cây búa Đốc Du á, nó sử dụng á, là thấy nó vẫn bình thường. Cây này anh em mua về xong không biết chừng nào mới mua thêm cây nữa. À, khách bên mình bán xong rồi là không biết chừng nào mới bán lại. Vì mua rồi là sử dụng là quá lâu ha. Cái này là mã G012 150 ngàn. G012 150 ngàn. Thì cái cây này á, nó cân nặng hơn cái cây này thì khoảng là 100g á. Tức là cái cây này nó khoảng 450g. Thì cây này nó khoảng đâu đó là khoảng 600g á. 600g cả cán luôn. Cây này 150 ngàn. Rẻ mê, rẻ rề. Một cái xà cây đã qua sử dụng, còn rất là tốt. Cây này thì kích thước của nó là được là 35cm. Cái này giá của nó là 130 ngàn, mã đặt hàng là G002. Đó. Anh em muốn G gì G nha. G002 130 ngàn, giá chưa ship. Một cây kìm cắt của Fujiya, kích thước là 150mm. 150. Những cái kìm Fujiya ngày xưa, cái cán nó nhìn nó làm nó nhìn nó dễ thương và nó đẹp sao đó. Cái cán của những cái đời trước á. Mà không hiểu sao họ lại thay cái cán này. Cái cán này, những cái mẫu cán này nhìn rất là cầm rất là thích tay mà sao hỏi tại lại thay những cái dáng phía sau này. À, cái cây này nó như mới luôn á. Kìm này là cắt mỏng nha, cắt không phải cắt cứng nha. Dùng để cắt dây đồng không à. Cái này cắt dây đồng, cắt nhựa. No 60. Cây này giá 140 ngàn, mã đặt hàng là E951 140. Một cái chia gốc, cử gốc để em ta cắt. Đây. Thì nó làm cái này nè. Để anh em thí dụ như bây giờ làm một cái cây gì đó mình cặp vô đây. Để cho nó dài, để mình có cái cử dài cho mình cắt ha. Anh em để cây lên siết đây. Xong rồi thì nó cái này á là nó sẽ tựa vào trong cái thành thành gọi cái thành dáng á. Ví dụ như cái này đi. Này là cái mặt phẳng của mặt bàn. Đó, bây giờ anh em mặt phẳng của mặt dán thì anh em muốn cắt cái khúc này. Em tựa lên đây, tựa lên và cầm như thế này. Là cái tay mình sẽ đè ở đây, nó sẽ chắc lại ha. Và ở đây thì là chỉnh góc. Em muốn cắt thí dụ như là 30 độ, 40 độ thì ta chỉnh lại. Đây nó có cái hình cái mũi tên để ta chỉnh nè ha. Đó, xong rồi siết cái con ốc này lại xong rồi là đặt cái cưa vô và cắt thôi. Thì cái này, cái chiều dài của bề bản chỗ này á, là được là 35cm. Chất liệu là sắt, hàng nội địa Nhật ha. Cử cưa này là 250 ngàn, mã đặt hàng là G003. G003 250 ngàn, giá chưa có ship. Chưa ship. Tiếp tục một cây nữa. Một cây nữa thì cái cây này là cũng là 250 ngàn luôn. À, đây. Nó cũng giống vậy nhưng mà cái kiểu nó khác thôi, kiểu nó khác chút xíu. Nó làm những cái này là không phải là bỏ đâu nha, cái này là đều có mục đích cho anh em hết. Anh em có khi anh em kẻ song song hoặc là vân vân, nó đều có cái công dụng của nó ở đây hết đó, đó chứ không phải là không có công dụng đâu, nhưng mà tại mình chưa tìm hiểu thế thôi.
cái này giá nó 250 luôn, mã đặt hàng là G011, nó cũng bằng với cái kích thước này nè. Bằng với cái này luôn, G011 250.000. Giá chưa ship, chưa phí vận chuyển nha. Một cái bao gỗ, bao gỗ này là kích thước của nó là 42 ly. Lưỡi cũng đẹp lắm. Mình lấy cái gì mình kè vòng cái này. Lưỡi như mới luôn. Này về chỉnh lưỡi là xài thôi. Chỉnh lưỡi là xài ha, 42 ly. 42 ly là bằng ngang. Giá của cái này là 200.000, mã đặt hàng là E205. 200.000 và giá là giá chưa có ship, chưa có ship nha cả nhà. Rồi, cảm ơn anh em, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian ra để xem video. Đặt hàng thì xin nhắn tin và đừng quên là bấm nút like. Chào cả nhà.